Chào bà con, đây là cái clip hướng dẫn về kỹ thuật trồng cà chua ở Đắk Lắk. Thì với diện tích chỉ có được có 3 sào đất thôi, nhưng mà một năm với cái diện tích này á, thì thu nhập của một nhà vườn thu nhập khoảng lợi nhuận khoảng 500 triệu đến một năm. Thì bà con thấy cái nền nông nghiệp về rau màu á, rất là lợi nhuận rất là cao. Qua clip này bà con xem hết clip và đăng ký kênh sẽ có tất cả các video về nền nông nghiệp ở Việt Nam mình, về cây trồng, cây giống. Đây là mô hình trồng cà chua ở Đắk Lắk. Một đám cà chua trồng trong một năm 3 vụ thì là thu nhập trung bình 3 đến 500 triệu một năm. Đó xem. Đây rất là sai. Đây là lo. Hai sào đất một năm thu 500 triệu về cà chua, con thấy nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là giàu và thu nhập rất là cao về cà chua. Ngoài vào thì không thấy trái đâu, nhưng vào bên trong trái rất là nhiều. Sai nhìn rất là rõ. Năm nay thì đa số rau màu mắc mùa vì thời tiết, nhưng mà ta chăm sóc kỹ đáo nó sẽ không sâu bệnh thì nó rất đạt năng suất cao cho bà con. Xem là nó rất là xanh, trái rất là đẹp, không thuốc, không sâu bệnh. Một phần là do giống, giống gia chọn đẹp sạch bệnh. Xem rất là rõ trái. Đây là bà xanh.
Thank you.